thu giữ gần 2.000 que test COVID-19 không rõ nguồn gốc. Trị giá lô hàng hóa vi phạm này là gần 100 triệu đồng. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Quản lý Thị trường Hà Nội mới phát hiện, thu giữ gần 2.000 thiết bị test nhanh COVID-19 có giá nhập chưa đến 50.000 đồng nhưng không có nguồn gốc, hóa đơn chứng từ và được kiểm định. Trên nhãn ghi sản xuất tại Trung Quốc, tiêu chuẩn quốc tế. Trước đó, qua theo dõi trên các kênh bán hàng online, tối mùng 1 tháng 3. Tổ công tác liên ngành tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29A07152 đang dừng đổ chờ giao hàng. Trước ngõ 202 Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 1.950 bộ test nhanh kháng nguyên COVID-19. Do nước ngoài sản xuất, trên bao bì có nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trị giá lô hàng hóa vi phạm gần 100 triệu đồng. Chủ lô hàng khai nhận đã mua trôi nổi số hàng hóa này trên thị trường về bán kiếm lời, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tổ công tác đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người kinh doanh và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc đang được điều tra mở rộng các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé